anh Lê Minh Quang, trước đây là một kỹ sư công trình. Còn chị Lê Thị Tuyết cũng từng là một giảng viên đại học. Cả hai đã quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh về sinh sống, tay ngang làm nông dân tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi về đây, tôi cũng chưa có ý niệm về cái việc chăm sóc cây cà phê. Thì đơn thuần là cái mà thu hút mình đầu tiên là cái khí hậu thôi. Nhưng mà khi mà ở đây mình chứng kiến những người địa phương họ nói với nhau rằng là sao bây giờ trồng cây cà phê khó quá. Thì mọi người mới nói rằng là có khả năng do đất nó cũng bị bạc màu, rồi do cái sự thay đổi về khí hậu, rồi do nhiều cái điều kiện khác nó làm cho cái cây cà phê không còn sinh trưởng tốt. Và do đó mình mới nghĩ rằng là gì, cách tốt nhất bây giờ và ngay bây giờ mình phải làm sao để phục hồi cái giá trị dinh dưỡng của đất, để có thể trồng được cây cà phê, có thể trồng được rất là nhiều cái loại cây khác mà nó giữ được cái nét đặc thù của Đà Lạt xưa. Cơ duyên này bắt nguồn từ một lần được nếm thử hương vị cà phê Arabica, hay còn gọi là cà phê chè nổi tiếng ở Cầu Đất, và trót mê mẩn nó. Hai anh chị đã quyết định nuôi ước mơ phát triển thương hiệu cà phê này. Năm 2019, hai anh chị bắt đầu chăm sóc lại khu vườn từ một mảnh đất cằn cỗi, nay đã trở thành một khu vườn đầy sức sống với chục loại hoa khác nhau của Đà Lạt. Lúc mua mảnh đất này, trong vườn cũng có sẵn những cây cà phê vừa chín rộ. Anh chị cũng hái xuống rồi đem phơi theo cách thủ công, xay mẻ cà phê đầu tiên. Đó cũng là ly cà phê đầu tiên anh Quang uống mà không cảm thấy hồi hộp hay chóng mặt. Sau khi tìm hiểu thì biết đây là loại cà phê Arabica, lượng cà phê in trong hạt ít hơn loại thông thường, hương vị cũng rất đặc biệt. Đặc biệt là nó có cái hương thơm và nó giống như là nó theo dạng trái cây nhiều hơn. Vì khi mà em uống cái cà phê này nè, thì em sẽ thấy nó có cái vị thanh chua, chua nhưng mà chua thanh thanh thôi. À, và nó ngọt dịu, và thậm chí đối với cái loại cà phê này nè, thì mình có thể dùng để chế biến những cái dòng nước uống mà nó thiên về cái hướng trái cây. Đặc biệt những hạt cà phê Arabica này đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, 100% không sử dụng hóa chất như thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất bảo quản. Bởi vậy, vợ chồng chị Tuyết cho biết bản thân không áp lực sản lượng cà phê bán ra mà chú trọng vào chất lượng từng hạt cà phê đến với tay khách hàng. Theo mình quan niệm, cái gì mà nó thuận với tự nhiên thì nó sẽ tốt và nó bền vững. Khi xã hội càng phát triển thì người ta càng quan tâm đến cái vấn đề môi trường, và đặc biệt là cái vấn đề mà bảo vệ cái cây xanh theo cái hướng tự nhiên nhất có thể. Và mình thấy ở Cầu Đất đây cũng có một số những cái hộ nông dân cũng bắt đầu để chuyển dần sang canh tác hữu cơ. Và mình hy vọng rằng là gì, cái việc đó nó làm cho mình có thể góp phần để bảo vệ môi trường. Mong muốn lớn nhất của vợ chồng chị Tuyết đó là nhân rộng, phát triển hạt cà phê Arabica đặc trưng của Cầu Đất mà bấy lâu nay bị lãng quên. Hàng ngày chứng kiến cảnh người nông dân vất vả với điệp khúc được mùa, rớt giá, anh chị cũng khao khát tìm hướng đi chung cho bà con, cùng nhau tạo ra giá trị đích thực từ cây cà phê vốn được xem là đặc sản.